lật tẩy nhóm người giả danh tu sĩ để xin tiền bố thí nhưng lái ô tô đi hành nghề. Ba người đóng giả tu sĩ đi ô tô từ Nghệ An vào các tỉnh thành phía Nam để xin tiền bố thí. Khi đến Đà Nẵng thực hiện hành vi trên, cả ba bị công an lật tẩy. Diễn biến sự việc như thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Ngày 29 tháng 2, Công an Đà Nẵng cho biết, Công an quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng vừa phát hiện ba người đóng giả tu sĩ lợi dụng lòng hảo tâm từ thiện của các nhà chùa trên địa bàn để xin tiền. Cụ thể khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận trên phát hiện một nhóm ba người có biểu hiện nghi vấn giả danh tu sĩ nên đã mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, những người liên quan được xác định là Nguyễn Minh Quang, 40 tuổi, Vũ Duy Nhâm, 42 tuổi, Phan Văn Tài, 43 tuổi, cùng trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Bước đầu, những người này khai giả danh tu sĩ từ Nghệ An vào thành phố Đà Nẵng, một số tỉnh phía Nam và đến các chùa xin ăn. Các nhóm sử dụng ô tô biển soát 37A để đi lại. Lực lượng công an còn phát hiện nhóm này mang theo nhiều chứng điệp giả sư không do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp. Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh tu sĩ để tiếp cận lợi dụng lòng hảo tâm nhằm xin tiền hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nha! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.